Xin chào các bạn, mình là Bách Tiên, mình là giảng viên yoga. Hiện tại mình đang vừa giảng dạy online và offline, và mình đã tìm kiếm một cái sản phẩm có thể hỗ trợ mình trong cái việc dạy online qua hình thức Zoom meeting rất là nhiều, mà vẫn chưa được tìm được một cái sản phẩm ưng ý. Và hôm nay thông qua trên một cái trang mạng xã hội, và vô tình mình thấy được một cái thông tin quảng cáo ở trên Facebook về T-Mobile ở 368 Lạc Trung có quảng cáo về một thiết bị có thể hỗ trợ dạy qua Zoom. Và hôm nay mình đã đến lấy bộ sản phẩm để hỗ trợ mình trong cái việc dạy qua Zoom. Và chúng ta sẽ cùng đến và chúng ta cũng sẽ cùng tham quan sản phẩm nào. Và đây là cái bộ sản phẩm Voivoro mà mình được bạn bè giới thiệu. Ở trong bộ sản phẩm này thì mình thấy có hai mic này, một bộ chuyển đổi, một bộ chuyển đổi qua máy tính, vì mình dạy qua Zoom là mình dạy bằng máy tính, cổng sạc rất là đầy đủ, và nó có hai mic luôn để chúng ta có thể sử dụng cho hai người cùng nói một lúc. Thì bạn mình đã dùng qua cái bộ sản phẩm này rồi, và bạn mình nói rằng nó khá là ổn và cái giá khá là hợp lý. Nó không giống như những cái bộ mà mình đã hỏi, nó khoảng 3-4 triệu mà không hỗ trợ qua hệ thống Zoom. Thì mình rất là ưng ý.